Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Ok, thì trong tập trước chúng ta đã du hành qua thế giới Ultra Space rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục follow coi thử bên đây nó có mấy con Ultra Speed hay không. Đó, trước tiên để mình xuống đây cái đã. Ây da, cái chỗ này nó cao quá. Tập trước thì mình có tìm được một quả Master Ball cũng như là một quả Beast Ball. Đó, quả Beast Ball thì nó tăng tỷ lệ là 5x cho mấy cái con Ultra Speed đó các bạn. Ở đây có cái vùng rất là lạ luôn, là chúng ta sẽ xem thử nó là cái gì nha. Toàn là Obsidian thôi. Chỗ đây là Obsidian nè. Ồ, đây là Ultra Deep Sea các bạn ơi. Là vùng biển sâu của Ultra đó. Đó, mình sẽ lưu cái tọa độ chỗ này luôn nha. Ultra Deep Sea. Đây. Đó, mình sẽ lưu lại chỗ này luôn. Có gì cần bắt mấy em Ultra Speed thì mình sẽ qua Ultra Beast thì mình sẽ qua bên đây nha. Mấy tí độc lộn rồi. Ây da. Ở đây nó có mấy cây mà cái lá bằng kiến nữa nè, hồ lava các kiểu rồi, rất là kỳ cục luôn. Đúng rồi, thế giới Ultra. Ở đây có một cây quả Beast Chest nè. Trời ơi, được cái Rock Memory nữa chứ. Không có skill mà toàn là memory thôi. À, để mình chỉnh sang cái chế độ là Be Full cái đã. Mình vừa cập nhật lên bản Pixelmon 7.0.5 nên nó bị như vậy nè. Đó. Nó hơi bị lỗi cái chỗ đó. Nó thành cái chế độ của mình là normal luôn. Trời ơi. Bên đây là Ultra Forest nè. Thêm một cái vùng mới nữa. Ultra Forest. Mình sẽ sell chỗ này luôn. Thế là chúng ta đã tìm được hai vùng mang tên là Ultra rồi. Đó. Qua bên đây coi thử có gì không. Extreme Hill hả? Extreme Hill cũng là vùng xuất hiện mấy em Pokemon hiếm lắm nè. Chúng ta sẽ đi qua đây. NT nó xuất hiện rồi kìa các bạn. Ngon. Nhưng mà cái game sát ở đây nó không có hoạt động. Để mình đi tìm nó cái đã. NT đâu rồi? À, Extreme Hill cộng luôn hả ta? Nhưng mà hồi nãy cái con NT kia là xuất hiện ở vùng Extreme Hill thôi. Để mình tiến hành bay lên tìm nó đi cho nó dễ. NT. Con sư tử lửa đâu rồi? Trời ơi, đâu rồi? Tìm nó mệt nha. NT. Bên đây cũng không có luôn. Bên đây là Ultra Deep Sea rồi, qua cái vùng mới rồi. Và đây là Extreme Hill M nè. Phía bên đây có gì không? Bên đây chắc vùng Taiga quá. Rồi chúng ta sẽ đi lục cái vùng Extreme Hill này để mà kiếm em NT cái đã. Thôi nó khó nha. Có con bướm gì lạ quá vậy? Con bướm đẹp nha. Nhưng mà để tìm con NT trước đã. NT nó ở đâu rồi? Có dưới đây không ta? Trốn ở đây hả mày? Trời ơi, chơi mà chơi trốn. Chơi vậy là không được rồi. Và con NT này mình thấy nó rất là to nha. Sẽ là một con ngon đây. Mấy con to là mình khỏi lắm. NT mình sẽ dùng Grin á. Chúng ta dùng con Tyranita để mà làm tăng cơ. Grin á. Grin tiếp tục. Grin tiếp tục nè con. Mình sẽ Grin nó một phát nữa đi. Chúng ta sẽ cấu được nhiều đó máu rồi. Nó đang đốt cái con Tyranita của mình kìa. Con này ghê thế. NT. Mình sẽ dùng luôn quả Pokeball trước nha. Quên dùng quả Whipball rồi. Đáng lẽ lúc đầu nên dùng quả Whipball, chúng ta sẽ có lợi hơn một tí. Trời ơi. Không đổi Pokemon được. Trời, nó quyết định là chơi chết cái con Tyranita này luôn nè. Và cái con NT này nó cũng đang dần mất máu. Không biết phải là nội tại của con Tyranita hay không, nhưng mà khá là nguy hiểm đó. Ok. Sẽ tiếp tục là Pokemon nha các bạn. Cứ dùng Pokemon tiếp thôi. Mình nhiều bon mà, cứ bắt cho thoải mái. Menafi nè, cho em hoàng tử biển cả ra cho nó hot. Cho nó bớt nóng đi, con NT này nóng quá. Ui, nó đốt luôn cái con Menafi à, con này láo nha. Ây da.
một cái bon mày phát nữa nha con. NT. Ui, tưởng thành công chứ, con này lâu thế nha. Khó bắt quá. Bộ tiếp tục là Pokeball đi. Mình sẽ tiếp tục đứng đây và spam Pokeball tiếp tục nha các bạn. Spam một hồi đi rồi mình sẽ chuyển qua mấy cái loại ball khác như là Tamerball chẳng hạn. Safari ball luôn. Cho nó nóng. Trời ơi. Con này ghê nha. Ok, nãy giờ mình cũng đã xả rất là nhiều ball rồi và nó đã tụt xuống dưới kia luôn. Đây là đợt 2 của mình rồi các bạn. Mình mới hồi phục lại cho em Manaphy. Trời ơi. Tiếp tục là Ultra Ball nha. Nãy giờ là tốn rất là nhiều ball của tôi rồi đó. Đợt 2 này không biết sao đây. Ây da, khó ăn quá. Dust Ball đi. Trời, nó phải đang tối không ta? Ui, không thành công luôn. Khó ăn vậy. Cho em Green Ninja ra nè. Dust Ball. Trời, nó vẫn không có tác dụng với con này luôn. Khó nha. Tiếp tục vào Dust Ball đi. Tốn một đợt Pokemon của tôi rồi. À trời, nó đang xuống núi. Trời ơi. Ultra Ball thử nha các bạn. Nãy giờ mình nhắm mình dùng Pokemon nó không có thành công rồi, nên dùng Ultra Ball luôn. Trời ơi. Nó rút máu mình nhanh quá. Tiếp tục là Ultra Ball tiếp đi. Trời, bắt con này khó nha. Quá khó luôn. Trời ơi. À dạ, không có đánh nó đâu. Đánh nó rồi nó chết nữa. Ai, Tamerball đi. Tamerball, mình sẽ không dùng mấy quả Master Ball đâu nha các bạn. Thành công luôn nè. Ôi. 5 bits. Chúng ta đã được một cái thành tựu mới rồi là quái vật lửa. Ngon. Có được thêm em NT rồi. Để mình coi thử nó như thế nào nha các bạn. NT. Chúng ta sạc PC để mà kiểm tra nó nha. Đó, NT. Quá xịn luôn. Đổi nó bằng cái con Green Ninja đi. Mình sẽ chơi con NT này luôn. Đó, chúng ta sẽ coi cái kích cỡ nó. Ồ, 4 skill hệ lửa quá xịn. Ồ, kích cỡ là Enormous các bạn ơi. Là kích cỡ gần lớn nhất rồi đó. Lớn nhất là Ginormous. Ngon. Vậy là chúng ta đã có thêm một em Legendary nữa rồi. Đây là em thứ 3 chứ nha. Và là em Legendary đầu tiên đạt cấp 70. Kinh khủng. À. Ôi, đào một cục mà được lời được 4 cục Thunderstone Shark luôn nè. Mình thấy con Slowpoke. Con này mình chưa có đúng không? Chơi luôn. Nó yếu quá các bạn. Trời ơi. Mới thấy cái ông cảnh sát ở đây. Tính chạy đi đâu vậy? Thật ra mình chưa hồi máu cho con NT nữa. À, dùng... À, chạy đi. Chúng ta sẽ bật cái heo trước rồi đánh nó sau. Đó. À da, à da. Đi qua bên đây. Mình sẽ dùng skill Sacrifice nha các bạn. Sacrifice. Đây là thánh lửa. Thánh hỏa chứ. Ui, không cho con hao đua ra rồi. Con này thì nó thuộc hệ lửa nên chúng ta sẽ không thể tổn thương nó bằng mấy skill hệ lửa. Mình sẽ dùng Manaphy cho sợ. Bubble Beam nha các bạn. Trời ơi. Rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường thôi. Ok. Bên đây có gì hot không? Lại là vùng Ultra Deep Sea nữa nè. Có con... Hình như cấp 2 của Clefairy đấy các bạn. Con này là Clefable. Bật tiến hóa cấp 2 nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Nó có gai ở sau lưng nữa nè. Như cánh vậy. Nhìn ngầu nha. Và con này cũng thuộc hệ Fairy luôn nha các bạn. Hạ tiên đó. Tiếp tục. Cho mày một hit nữa nha con. Có vẻ cấu nó rất là lâu. Cứ rình nó hoài vậy mà. Sao nó mạnh vậy ta? Rồi, mới nói nó xong. Lần này thì mình sẽ dùng quả gì đây? À, Whitbon trước đi. Đó, Whitbon. Không như lần bắt NT nữa. Ôi, Whitbon cũng không thành công luôn. Khó nha. Không thành công thì dùng Pokeball đỡ. Clefable, con này thì nó mập hơn nhiều. Và cái đầu nó vẫn giữ là quắn quắn kìa. Nó đâu rồi?
À, nó ở dưới đây. Mình tưởng nó lạc loài ở đâu rồi chứ. Trời ơi, tiếp tục là Pokemon. Chưa thành công rồi. Khó nha. Lại Pokemon tiếp đi. Ai, bắt mấy con này nó khó quá. Mặc dù đây là bản 7.0.5 rồi, nhưng mà mình cũng thấy nó hơi bị khó. Bản này thì người ta fix rất là nhiều các bạn ơi. Các bạn có thể lên trang reforge.gg.com, à reforge.gg để mà đọc nha. Đó. Người ta đã cập nhật cái tỷ lệ spawn của Legend và rất là nhiều cái thứ khác nữa. Người ta đã tăng tỷ lệ lên của Legend rồi, nên chúng ta sẽ đỡ hơn một xíu. Hôm giờ huyền thoại xuất hiện nó ít quá. Rồi, bắt được em Claire Fable rồi, xịn nhiên. Ngon. Ồ, bên đây có em, hình như là con này là Spinda nè. Spinda. Mày nè con. Trời ơi, lụm mày luôn. Đợt nó bị lỗi cái anime nhỏ nhỏ ở trên dưới cái level 25 các bạn. Nó bị lỗi là màu vàng. Nhưng mà giờ nó người ta đã chỉnh thành màu đỏ rồi. Quá xịn. Ai, bữa nay còn con nào nữa không? À còn con Shellder. Mấy con Shellder này mình cũng chưa có thì lụm luôn. Dùng Liverball luôn đi. Mình định dùng Whipball nhưng mà thấy cấp nó cũng thấp quá. Dùng Liverball luôn. Cho nó lẹ. Đỡ tốn một quả. Đó, thành công luôn. Quá xịn nhan. Ôi ôi, ngon. Ê da. Bên này lại có một em boss nữa nè. Rồi boss này là boss legendary luôn các bạn. Đây là em Pharos nè. Nó màu tím đó, là tức là boss shiny đó. Rồi, con này thì khó chơi hơn rồi. Nhưng mà có vẻ nó đánh không lại con NT nha. Chơi mày luôn. May con boss, con NT của mình đạt cấp 70 á. Nên nó trâu. Nó khá là trâu. Và nó, cái con em Pharos này đang bị cháy nữa chứ. Cho mày một hit cuối nè con. Rồi, nó tiễn con NT lên đường rồi. Reality. À, trời ơi, chưa dùng nữa chết rồi. Purple Beam này con. Ngon. Cho mình thêm một cái kẹo hả? Cũng được, nhưng mà thịt cừu này thì không không cần đâu. Bước đi. Ok, ngon. Qua bên này tiếp tục. Thách đấu này đi, cấp 64 hả? Chơi luôn. Cấp 64 nè. Squirtle. Wow. Có mấy con Pokemon Starter luôn nè. Nó đẹp nha. Mà con này nó nhỏ quá. Ôi, một hit con nhỏ gần đi luôn kìa. Yếu xìu hả mày. Yếu mà đầu ra gió. Golden. Ghê vậy. À tại vì ở đây là vùng Ultra Deep Sea. Hèn chi. Hình như ở đây không có trọng lực nên là không có nước các bạn ơi. Không, cái vùng Deep Sea này nó gọi là không có nước luôn, nó thay bằng Obsidian. Hoặc là nhóm tác giả thích như vậy. Đây có con gì đây? Starmie. Con sao này hả? Starmie. Ở đây thì vẫn có nước và lava chảy. Vẫn có cái hồ nước và lava, nhưng mà cái vùng này thì không có. Rất là lạ. Tuy là C nhưng mà không phải là C. Con này hồi máu nhiều quá vậy. Mày vừa phải thôi chứ. Ây da. Nó hồi máu hơi nhây nha. Mày lại hồi tiếp đi. Con này nhây thế. Trời ơi. Hồi chết tôi luôn á. Mày hồi nữa đi. Mày. Trời ơi. Nó vẫn hồi các bạn ơi. Con này dai thế nha. Mày có vẻ dai đó. Lần này nó vẫn hồi tiếp các bạn ơi. Mình được cái critical damage rồi kìa. Hết hồi nha con. Đau không? Mày dạ. Cho mày chết nha con. Đó mà hồi máu với tao. Láo ơi mày. Trời ơi, bên đây có mấy con launcher nè, chỗ này nhiều launcher quá à. Thôi, mình không bắt đâu. Đi qua bên đây. Con Le Fable có rồi. Con miếng phở này cũng có luôn rồi. Còn có gì mới không? Cái con này. À. Bidoof. Lụm mày luôn nha con. Liverborn thôi. Trời ơi, Bidoof. Tập trước mình thấy nhưng mà mình không có bắt.
Đó, mình để dành cho tập này mình bắt thôi. À quên, còn mấy thử thách của các bạn nữa, chắc phải để tập sau mình mới thực hiện nha các bạn. Tập sau khi về Overworld thì mình sẽ thực hiện mấy thử thách đó nha. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu ở thế giới Ultra này thôi. Mình sẽ lấy mấy cái quả bon đó cái đã. Lấy cho đủ một stack ra luôn, bắt cho nó sướng. Cái này nó cũng gần hết rồi. Đó, cứ mỗi cái loại là một stack xài cho nó lẹ. Đó, quá gọn gàng luôn. Trời ơi. Lấy một stack Pokemon thường lên nữa nè. Còn gì nữa không? Rồi, có vẻ là đủ rồi đó. Whipple nữa chứ, quên quên. Rồi, đủ rồi. Ngon. Có con vịt hả? Con vịt mình có rồi. Cái con launcher này đông quá vậy. Có cái bit chết, chúng ta được ground memory. Wow. Mấy skill gì đâu không à. Chán nha. Mình sẽ tiếp tục phiêu lưu chỗ này thử còn gì hot không. Khám phá hết cái Ultra Deep Sea này cái đã. Trời ơi, chắc hết rồi, không còn gì hot ở đây nữa đâu. Bên đây có một cái vùng là Bird Forest nè các bạn. Vùng rừng Bạch Dương, chúng ta hãy qua bên đây coi thử. Có mấy con Talon Flame hay không? Ồ, đây đây đây. Này nó có con Tailow, con này là cấp tiến hóa cấp 1 của con Talon Flame đấy các bạn. Tailow. Lượm mười luôn nha con. Đó, con này thì quá đơn giản luôn. Tiếp tục vô rừng kiếm Pokemon tiếp thôi. Whistle đó là có rồi. À con này, con này mình chưa có nè. Con này là Weeping Bell. Cái con Spell Round mình có rồi. Còn con Weeping Bell là tiến hóa cấp 2 của nó thì mình chưa có. Vẫn cứ tiếp tục thu phục nó thôi. À, mấy con này đơn giản nha. Ồ, chỗ này lava ghê quá. Không chơi đâu, mình sẽ đi chỗ khác nha các bạn. Lava không à. Quên đây thì có gì hot không. Ồ, cái gì đây? Esper hả? Ồ, hình như là con này cấp 1 của cái con mèo gì mà đẹp lắm nè. Mình quên mất tiêu rồi. Mình sẽ lượm nó luôn bằng Whipball trước nha. Cấp 1 của cái con mèo gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Vẫn thành công này, quá xịn. Bên đây có em Abra hả? Abra có chưa? Để mình sẽ đi tìm nó teleport đâu đây nè. Hôm nay mình có mở nhạc ở trong đây coi thử. À da. Hèn chi nhạc ở trong đây nó huyền bí nha. Thì mấy tập trước mình hay tắt nhạc ở trong đây lắm, nó hơi bị ồn. À da da, mày em tí là rớt xuống dưới rồi. Nếu mà bị rớt xuống dưới các bạn sẽ trở về thế giới Overworld nha các bạn. Đó. À da, cấp 49 hả? Gọn luôn. Sphere, con này là con hải cẩu cấp 1 nè. Ồ, hai con luôn. Ồ, con Grot. Ồ, con này ngon. Wow. Ồ, được skill Outrage nè. Skill mới. Skill này thì rất là mạnh luôn, nhưng mà chắc mình sẽ không học đâu. Tại vì mấy skill kia là phù hợp với con Incineroar của mình rồi. Ồ, Bell Dum luôn, ông này có nhiều con hot quá vậy. Dứt mày luôn nha, Bell Dum. À da. Mày hả, Bell Dum. Ây da, sao nó không bị mất máu vậy? Chết mày ngay. Bêu đâm hả mày. Có con bồ nông nè. Con bồ nông. Hôm bữa gặp con hải âu, hôm nay gặp con bồ nông nữa. Lên dứt mày luôn nha con. Thử mình quăng tới không. Không tới rồi. Trời, chắc dùng con này bay lên luôn. Mày bồ nông hả mày. Con này là Pelipper. Wow. Nó đánh spawner của mình kìa, căng vậy. Thôi, bắt là được rồi. Lượm luôn bằng Whipball trước nha. Tiếp tục thu phục mấy em Pokemon ở đây thôi. Ồ, bên kia có một cái ông trainer các bạn. Nhà huấn luyện. Tí để mình thu phục con này xong mình sẽ qua chơi ổng luôn. Chơi kiếm tiền để về Overworld chúng ta sẽ còn mua thêm bon nữa chứ. Safari Bond xem sao. Đây, nếu đây là vùng plan chúng ta sẽ có lợi hơn nữa. Ui, không thành công rồi. Con bò nông này khó chơi quá nha.
Pokemon thường luôn. Bổ nông hả mày? Ui, con này khó quá nhờ. Qua Tamerborn đi, cho nó dễ dàng hơn. Nãy là cái con NT của mình, NT kia nó đã tước hết của mình một mớ bon rồi đó. Mình phải qua cái đợt thứ hai mình mới thu phục được nó. Kinh khủng liền. Nhưng mà con đó nó bự thiệt. Kích thước enormous không à. Quá xinh. Huyền thoại mà bự bự vậy nó mới mạnh. Ok. Tamerborn vẫn không tác dụng luôn. Tiếp tục quả nữa đi. Mình sẽ spam Tamerborn ở đây luôn. Con này có vẻ lì. Lì thì tao chơi mày luôn nha nó lì. Ờ, lần này phải thành công chứ. Rồi. Chúng ta sẽ qua chơi cái ông kia thôi. Đâu rồi, trainer. Ông NPC đâu rồi? Ồ à, bên đây có một con đây. Đây là Manectric hay sao? Nếu mình nhớ không nhầm. Manectric đúng rồi. Tiếp tục cho mày skill Felix nha con. Felix. Mày nè. Con này đánh đau thế nhỉ? Mày nè. Và lần này chắc mình chết rồi. Qua con khác. Mày nè con. Ui vẫn chưa chết. Chết nè con. Lần này nó cho mình thêm mấy cái viên đá Z nữa. Hôm giờ được thêm đá Mega còn đá Z nữa. Rất là hay luôn. Hey, ngon. Thấy ông NPC đâu rồi? Ồ con Rip luôn này. À mình có luôn rồi hả? Mình có nhiều quá vậy. Có cái đá gì đây? Everstone. À không, Everstone đúng không? Ồ con Subbed thì mình cũng có luôn hả? Sao mình có nhiều quá vậy? Hey, kiếm cái ông NPC này chơi ổng thôi. Đi tìm lâm nè. Ồ Raiolu luôn. Wow. Trời nó mưa luôn kìa. Raiolu này thì nó khá là yếu. Ồ hai con Raiolu luôn. Ui ghê vậy. Này thì hai con Raiolu nè. Ui nó chết ngay. Xong rồi. Xịn nhang. Bực cái heo một phát thôi các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu tiếp thôi. À, ở bên này có gì hot hay không? Nhìn vùng ở đây nó đẹp quá. Cái gì đây? Con này nhìn bựa vậy. Con này là Bad Toy các bạn ơi. Sport Toy chứ. Porn Toy. Có độc nha. Nó kêu như là so, như là muối vậy. Porn Toy. Làm mê luôn như con. Mấy con này bắt dễ quá nha. Bắt gì mới sướng chứ. Phải như vậy. Bên đây còn gì không? Toàn mấy em nu mồ không vậy? Ồ đây. Con gì lão vậy? Ồ Catfirm hả? Catfirm hả nước hả? Ồ nó lại đổi hơi thường rồi. Con này xịn nhang. Lượm nó thôi các bạn. Whipball trước cái đã. Catfirm xịn nhang. À, đầu tiên là cứ Whipball trước thôi. Rồi thành công luôn. Trời sao mấy lần này bắt Pokemon dễ quá ta. Mấy nụ mồ này đông quá vậy. Ủa đây có con gì đây à? Con này như mình chưa có luôn. Lụm mày luôn nha. Con này là Discopy. Lụm luôn như con Whipball tiếp thôi. Discopy. Tiếp tục là Whipball. Và lại thành công nữa rồi. Trời sao tôi phục Pokemon dễ quá vậy. Xịn nha. Bên Forest Red Seal này. Nó có cái gì nè. Cái là ra là cái con Mega Boss Alakazam. Trời ơi, nó có mấy cái muỗng nó chọt lên. Làm từ cái gì. Tiếp tục cho NT ra trận. Mình sẽ đốt nó nha các bạn. Lava Plum nó đi. Ui nó rút sạch máu luôn. Earthquake nè mày nè con.
Ui, con này nó không có đánh có con Tyranitar của mình. Trời ơi, sao mà đánh lại mà đánh. Chết luôn đi con. Đó, gọn gàng, lại cho một viên đá Z và một viên đá Mega nữa. Mấy bữa giờ toàn vậy thôi, xịn nhen. Ok, mình vứt thêm một mớ đồ cái đã. Endstone Brick này nè. Và còn gì nữa không ta? Hay, chắc đủ rồi. À đây. Bubble Block. Không phải là Bubble mà là Bubble Block. Ok, dọn dẹp cái mấy cái này cái đã. Rồi, sai chích Ghim Z nữa hả? Nhiều viên đá Z quá vậy. Xịn nhiên. Mình lại trở về Ultra Deep Sea rồi các bạn ơi. Lại là mấy em Shelder nữa nè. Ồ, bên đây có con gì đây? Ồ, Mr. Mai hả? À, Cái con quản gia của Satoshi nè các bạn. Quản gia giúp mẹ của Satoshi nè. Một cái món quản gia. Lụm mày luôn nha. Cho mày một hit nữa nè. Đó, ngon. Lần này thì bắt nó luôn bằng Whipball cho nó ngọt. Whipball. Trời ơi, con này nó kháng cự được vào Whipball của anh ơi. Chuyển qua quả khác đi. Quả gì đây? Có chọn quá, Pokeball đi. Pokeball, Netball, Whipball, Dieball. Rất là nhiều ball luôn. Chắc mình sẽ lên chọn lại Pokeball thôi. Ôi ôi, khó ăn nha. Vẫn không thành công các bạn ơi. Hey, cái bộ bắt con này có vẻ khó. Tamerball đi. Xài mấy quả này cho nó bớt khó. Bớt khó một xíu. Thành công luôn. Trời ơi. Sao ngọt sớt vậy. Ngon, phải như vậy chứ. Đó. Mấy em này mình có hết rồi. À, có một trainer ở đây nè. Mình sẽ luyện tập. Ây da, cấp 56 hả? Ngon. Đó, phải nhiều NPC như thế này nè thì chúng ta sẽ rất là lợi luôn. Lên cấp Pokemon nó sẽ rất là nhanh. Đó. Còn đợt trước mình chơi toàn tầm cấp 30 mấy 40 là mát rồi. Bây giờ đã cập nhật lên những cấp cao như thế này, chúng ta sẽ rất là tiện trong cái việc mà nâng level cho Pokemon. Butterfree hay mày. Ây da, dứt Swanna của mình rồi. Đốt mày luôn nha con. Butterfree. À, Parap mày nè con. Piril. Ôi, sao nhiều con mình chưa có vậy. Bất cái heo phát nè. Ngon. Nó là xịn lắm luôn nha. Ây dạ, bữa nay mình phát hiện được một cái đền thờ của con Aishet nè. Và ở đây có một cái con chim sắt đây các bạn. Chim này nó sẽ hay xuất hiện ở mấy cái biome là Extreme Hill đó. Đây là Skarmory nha. Và mình đang bị rớt xuống hả? Chết tôi rồi. Ôi, con này còn một máu. Cố gắng bắt nó luôn. Bắt nó trong tập này luôn. Whipball thôi. Skarmory. Không quên Ultra Space này cái gì cũng xảy ra được. Cái đoàn của Assert mà nó để lơ lửng như vậy nè. Quả gì đây? Pokeball quá. Pokeball cho nó tiện. Từ rồi dùng Tamerball cũng được. Wow, nó lâu mà nó không thành công nha. Tưởng lâu mà thành công chứ. Tiếp tục là Pokeball thôi. Vẫn Pokeball tiếp nha. Vẫn chưa thành công. Con này khó nha. Khó chơi nha. Tamerball đi. Tamerball. Ui, con này có vẻ khó đây. Còn có một máu mà sao khó bắt quá vậy. Tiếp tục là Tamerball. Chắc mình sẽ spam tầm chục quả nó mới vô á. Nãy giờ hai quả rồi đó. Cho mày thêm một quả nữa nè con. Ây da, rồi xong. Nó bị giật rồi, các bạn thông cảm nha. Mình lỡ zoom ra, zoom vô á, nó bị như vậy á. Cái Bismon này nó vẫn chưa fix cái này. Chán nha. Trò chơi mà nó giật rồi. Định mệnh á. Tamerball tiếp nè.
Scamory hả mày? Ui. nó mà không thành công thì chúng ta sẽ bị giật cái dây hoài luôn đó. Chán chết được. Hey, tiếp tục thôi. Và lần này thì Samurai bắt được em Scamory rồi và chúng ta đã bị rớt về thế giới Overworld luôn. Ôi. Đau nha. Cái cách để chúng ta trở về thế giới Overworld từ Ultra Bay là vậy đó các bạn. Ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay mình đã thu phục thêm một em Legendary nữa, đó chính là NT. Và nó tốn rất là nhiều Pokemon của mình. Ngoài ra mình cũng đã vô tình rớt về lại thế giới Overworld luôn rồi. Thì nói thay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến thử thách ở phía bên dưới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.